Nam mô Đồng Thế Đạo Tràng, cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Đáng lý là chiều nay chúng ta học pháp cú, học kinh. Hồi sáng có một câu hỏi mà nó liên quan tới con người. Và đây cũng là đề tài mà chúng tôi cũng có nhiều cái thao thức. Nghĩ là chúng ta sẽ tìm một đạo tràng nào đó để giảng đặc biệt cái đề tài này. Nhưng mà nhân cái cơ hội hồi sáng thì thôi bây giờ chúng ta nói ha. Vậy là chiều nay chúng ta sẽ nói một đề tài về để hoàn thiện một cái con người. Có lẽ là cái này các vị tăng ni không hợp lắm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đây là một cái đề tài cần được xã hội loài người quan tâm. Nếu chúng ta là con người và có một chút kiến thức, có một chút tư duy, có sự nhìn nhận về cái đời sống, có sự nhìn nhận về cái cuộc diện của nhân loại, chúng sanh của chúng ta, thì chắc là chúng tôi nghĩ là mọi người đều quan tâm tới đề tài này. Con người hoàn thiện ở đây là con người như thế nào? Và chúng ta đã hoàn thiện chưa khi chúng ta đã là con người ngồi tại đây? Chúng ta cũng đã từng sống trong cuộc đời này, chúng ta đã từng học những điều hay, những lẽ phải, và nhất là về sức khỏe của mình. Rồi chúng ta cũng đã từng chăm lo cái trí tuệ của mình. Nhưng mà giờ này có ai dám đứng ra nói tôi trở thành người hoàn thiện rồi chứ? Đó là một điều mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta đã lỡ cuộc vì trước chúng ta đã trải qua hàng bao thế hệ rồi. Ông cha của mình, những người đi trước, mình nói là các vị không hiểu biết cũng không phải. Nhưng mà có những người họ đã có những cái hiểu biết đúng đắn á, thì lại không có cái cơ hội để cho nhiều người biết. Nhưng mà họ chỉ sống với đời của riêng tư mình, rồi họ ra đi một cách âm thầm trong cái hiểu biết riêng tư đó. Thật ra trải qua nhiều ngàn năm của nhân loại, có những cái tôn giáo thật sự lớn như là tôn giáo đạo Phật của chúng ta, đạo Chúa, đạo Hồi và các tôn giáo khác. Mục đích của tôn giáo cũng muốn nâng tầm loài người lên một cái tầng bậc nào đó, để cho loài người biết thương yêu hơn, biết gần gũi, biết chia sẻ hơn. Nhưng rồi tới giờ phút này chúng ta nhìn lại loài người thì chúng ta thấy rất là dễ sợ. Những cái mong muốn để có thể tước đoạt quyền lợi của nhau, những cái thù hằn trù trực với những người mà được gọi là thân cận nhau, sẵn sàng giết chóc với nhau đầy khắp cả nhân gian này. Những vũ khí mà có thể là trong khoảng thoáng chốc thôi là toàn nhân loại chúng ta có thể chết hết được.
những cái này nó xuất phát từ đâu. Chúng ta đừng có đổ thừa là tại mấy người này xuống cấp quá, nhưng mà trách nhiệm của những người đã từng làm việc tư tưởng của những tôn giáo lớn, nó có một cái gì đó, nó còn một lỗ hổng nào đó khiến cho nhân loại chúng ta đã đến cái mức độ mà phải kêu than một cái sự cứu viện nào đó để nhân loại chúng ta mới hy vọng có những cái phút giây bình yên. Đây là điều mà chúng ta đáng thực sự đáng quan tâm cho xã hội loài người bây giờ. Chúng ta nhìn thấy những cái loài chim muông có khi nó tập trung những cái hàng đàn, hàng tỷ tỷ con, mà chưa có cái chuyện từ cái loài đó nó giết loài đó, không có. Đồng loại không bao giờ giết chóc với nhau hàng loạt như loài người của mình. Vì cái gì mà loài người chuẩn bị giết nhau hàng loạt như thế? Chúng ta có cái quan tâm đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta không tìm được cái mốc đó. Một con người hoàn thiện thực sự là tràn ngập cái tình thương yêu đồng loại trước cái đó. Không bao giờ từ trong thâm tâm họ có cái ý hướng phải làm khổ đau một người khác, huống chi là phải giết một cái người đồng loại của mình. Chúng ta đã bị sai lầm với những cái lối giáo dục đã trải qua nhiều thế hệ. Để giờ phút này cái kết quả cho đồng loại của chúng ta, bây giờ chúng ta thấy cái đầu tư cho cái vũ khí giết người và sát hại nhau á, nếu như chúng ta bớt được 1/10 cái đó thôi nha, của toàn cầu, thì cả cái thế giới này không có cái nước nào bị nghèo đói cả. 1/10 thôi chứ chúng tôi không nói lấy hết đó. Tức là những vũ khí để giết người á, có một cái số đầu tư rất lớn. Đầu tư lớn ghê gớm lắm. Để giết nhau thôi. Để thỏa mãn những cái túi tiền của những người tham vọng lớn. Nên đây là điều mà chúng ta thấy có một cái gì đó quan tâm và suy tư. Tôi mong rằng những người trí thức, những cái người còn trẻ, chúng ta phải nhìn lại điều này. Và điều mà chúng ta ước muốn là có một cái xã hội loài người, chúng ta không nói riêng cái đất nước của mình, mà chúng ta muốn nói tới loài người, đồng loại của chúng ta thương yêu nhau thực sự. Chúng ta đang ở một cái quả địa cầu, ở trong một cái hành tinh, ở trong một ngôi nhà chung, chứ chúng ta không có riêng biệt nha. Mà chúng ta là một cái loài mà động vật tinh khôn nhất của tất cả các loài động vật. Chúng ta là loài động vật cấp cao thực sự so với các loài động vật mà đã có trong cái quả địa cầu này. Nhưng mà đồng loại chưa từng có giết nhau của các loài động vật khác, chỉ riêng loài người thôi. Loài người là chúng ta giết người hàng loạt với nhau không hề thương tiếc. Đó là điều mà chúng ta không biết từ lâu mà con người nó bị tắt mất cái tính người như vậy. Rồi ở đây chúng ta muốn nói tới một con người hoàn thiện là một con người có một cái tính người đích thực, đúng đắn, chân chính. Đầu tiên là họ phải ý thức được về loài người với nhau trước cái đó. Tuyệt đối ở nơi họ không có một cái gợn mà phải vì riêng mình làm cho người khác đau khổ, để đày đọa người khác, đày đọa đồng loại mình. Việc đó không bao giờ có. Không có cái con thú nào bắt con thú khác phải làm nô lệ cả đời, rồi đày đọa, rồi hành hạ con thú khác, không có. Loài động vật khác không bao giờ có, mà chỉ riêng loài người thôi. Một ông chủ có thể đày một người đầy tớ, làm đầu tắt mặt tối, từ sáng sớm tới tối, rồi bị hành hạ, bị chửi bới, rồi ăn không ngon, ngủ không có chỗ ngủ đàng hoàng. Đồng loại của mình lại xảy ra chuyện như vậy, mà nhiều thế kỷ xảy ra. Với những lý tưởng hết sức đẹp của tất cả các tôn giáo lớn, những cái nhà tư tưởng hệ lớn,
Ai cũng muốn điều này, ai cũng muốn xây dựng được một cái loài người thật sự tốt đẹp. Nhưng kết cục rồi bây giờ chúng ta nhìn lại, chưa có một xã hội công bằng, không có của loài người. Kiếm một người thương yêu nhau thật sự không có, không còn nữa, mất đâu mất tiêu rồi. Nó đi đâu, nó về đâu á. Chúng ta giận nhau liền nghĩ tới cái chuyện giết chóc. Giận nhau chúng ta liền nghĩ tới phải trả thù, trả oán, làm cho thỏa mãn cái ý sân hận của mình. Thì chúng ta đã nhiễm cái gì rồi? Nhiễm cái thú tính, nhiễm cái bản năng của động vật. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy cái loài thú nó không có ngôn ngữ khác ngoài cái việc phải cụng, phải cắn. Hai con vật mà nó giận nhau là chỉ biết cụng thôi, nó biết đụng nhau, nó biết cắn nhau thôi, chứ nó không có lý lẽ khác. Mà loài người chúng ta có những khi anh em ruột giận nhau có thể xách nhau chém, xách dao chém nhau được. Thậm chí con cũng có thể giết cha mẹ được vì cái riêng tư của mình. Cha mẹ giận có thể đánh chết đứa con của mình. Anh em bầu bạn có thể xấu xé nhau vì một cái quyền lợi nhỏ. Vì chúng ta đã nhiễm cái thú tính. Mà không phải một đời, mà là quá nhiều đời rồi. Khi mà con người đã bật cột sống mình thẳng đứng, tức là đã khác với các loài động vật khác, cái tâm linh, cái tri thức của cái loài mà động vật có cột sống thẳng đứng cao hơn tất cả các loài có động vật có cột sống nằm ngang. Chúng ta là loài động vật cấp cao, thì chúng ta phải có một cái gì của loài động vật này, tức là thực phẩm đúng đẳng cấp với loài động vật có cột sống thẳng đứng, thì mới có thể nuôi nấng và hình thành một con người có cột sống thẳng đứng hoàn thiện. Còn nếu như cái người có cột sống thẳng đứng này vẫn còn tiếp tục sử dụng những cái loài, những cái thực phẩm ăn uống sinh hoạt hàng ngày của những cái loài có động vật cột sống nằm ngang, thì buộc chúng ta phải nhiễm cái loài đó, nhiễm cái thói đó, và chúng ta thành cái đó. Chúng ta ăn cái gì chúng ta thành cái đó. Đây là điều mà chúng ta phải nghiệm lại. Và một điều nữa là từ xưa tới giờ chúng ta có thể quan tâm tới cái sự giáo dục cho số đông, giáo dục cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ bằng đường lối này, bằng đường lối nọ. Nhưng rồi những cái lối giáo dục đều mang cái tính hơn thua và chà đạp nhau. Muốn vươn lên phải đạp người khác xuống, chứ chưa bao giờ mà người này muốn nâng người kia để cùng lớn lên với mình cả. Những cái lối cách đó chúng ta cần phải xét lại. Nhưng còn một điều sâu thẳm hơn mà chúng ta không có hề quan tâm, tức là nuôi và dạy một con người. Đời sanh ra lớn lên muốn dạy sao đó, dạy kiểu nào, dạy trường, dạy lớp, dạy cái gì dạy. Chứ còn giai đoạn nuôi hình như là không ai được nuôi đúng. Đây là cái khó của mình. Thật ra chúng tôi nghĩ là một con người hoàn thiện thực sự thì con người đó phải có, thứ nhất là cái thể chất phải thực sự khang kiện, về tâm linh phải đáng cái bậc của cái loài động vật cột sống thẳng đứng, chứ không có nhiễm bản năng của động vật nữa. Thì người có cột sống thẳng đứng biết nói tiếng nói đích thực của con người bằng một tiếng nói thông cảm, thương yêu với nhau, biết sẻ chia với nhau ở trong cái cuộc sống này, biết nhường nhịn và đầy lòng bao dung. Không phải cái gì riêng tư mà mình có thể sát hại người khác, không phải vì cái riêng tư mình làm người khác đau khổ, và không có gì riêng cho mình cả. Mình đã ăn những cái thực phẩm trong cõi này, mình đã uống những giọt nước trong cái cõi này, mình đã hít thở cái không khí trong cái cõi này. Những cái đó mình được hưởng khơi khơi, không tốn tiền. Chúng ta đang hít thở một bầu không khí trong cái vũ trụ này, chúng ta không có tốn hao gì hết.
Cái hồi mà chúng ta đã tới cái cõi này, chúng ta tới bằng hai bàn tay trắng. Và kết cục chúng ta ra đi cũng như vậy. Thì trong cái đoạn đó tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người mà có cái nhiều hoặc cái ít. Nhưng nếu như chúng ta đặt lại, chúng ta không tranh đấu hơn thua với nhau, chúng ta có thể sống được không? Trong kiếp người này chúng ta sống được không? Sẽ có rất đông người nói rằng nếu trong cuộc đời này sống mà không biết tranh giành hơn thua thì người đó khó sống lắm, không thể sống được. Đó là một cái hướng gì? Suy đồi của nhân loại. Tại sao chúng ta không có nhìn lại? Nếu bây giờ chúng ta sống trong cái thương yêu và chia sẻ với nhau cả đồng loại này, thì đồng loại này sẽ sống như thế nào? Rất là bình yên, đúng không? Hai cái hướng định thuận nghịch của nó thôi. Mà tại sao chúng ta lại phải nghĩ tới cái chuyện là phải tranh giành để sống, mà không nghĩ tới cái chuyện phải chia sẻ để sống? Chúng ta hoàn toàn tím con người này không có. Cho nên mình nói là, nói tới cái chuyện này là nói tới cái chuyện phù phiếm, nói tới cái chuyện diễn dông, nói là một cái loại mơ tưởng, những cái hoài bão, những vọng tưởng cao xa, chứ thật sự cái đó không có trong loài người. Những người mà nói như vậy thì người đó đã mất đi tính người rồi. Mất rồi. Ai nghĩ như vậy là tính người mình đã coi bừng phải xét lại. Tính người thực sự là không có chuyện tranh giành để có cái riêng của mình, mà sự sẻ chia với nhau để cùng sống, cùng hưởng. Và chúng ta rất mong là sẽ có cái nhân loại này. Muốn như vậy á, thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện bây giờ mình thực sự là mình đã lỡ cuộc hết rồi. Đã qua mất hết ba giai đoạn của loài người để hình thành ba giai đoạn hết sức căn bản và nền tảng để hình thành một con người đúng đắn, hoàn thiện. Chúng ta đã bị mất, bị lỡ cuộc hết rồi. Ngồi đây là coi như chúng ta bị lỡ cuộc hết. Không ai được chuẩn bị cái điều đó cho mình trước khi ra đời. Một cái giai đoạn mà chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ á, mình muốn trồng một luống rau cho tốt thì mình phải chuẩn bị đất tốt, chuẩn bị giống tốt. Nhưng mà con người muốn cho ra một đứa con, có ai chuẩn bị cái thân thể của một ông cha và mẹ tốt chưa? Điều này hoàn toàn không có, hoàn toàn mất. Muốn sanh con thì sanh thôi. Nhiều khi sanh con còn nói là tôi có đứa con ngoài ý muốn nữa. Chứ tôi không hiểu tại sao con người lại bị sanh ra ngoài ý muốn như thế. Có nhiều ông cha bà mẹ nói với con như vậy. Điều này chúng ta còn phải nghĩ lại. Điều này chúng tôi nghĩ những cái giới trẻ chúng ta nên nhìn lại chỗ này. Thành ra với cái nhìn của chúng tôi á, bây giờ những cái người mà còn trẻ còn có khả năng để cho ra đời một cái con người mới hoàn thiện, thì chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị, chuẩn bị trước khi mang thai một cách rất là đúng đắn, trong cái việc ăn uống để chỉnh sửa cái thân của mình, trong cái việc tu tập để nâng tầm tâm thức của mình lên. Chúng tôi chưa nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trước đó với chúng tôi một cái thời gian ngắn nhất là 6 tháng, dài nhất là 3 năm. Thời gian chúng ta có thể cực nhọc 6 tháng để cho ra một con người có thể sống 80 năm cuộc đời của họ. Chúng ta chuẩn bị không nổi, chứ nó khó làm lắm thầy ơi. Để rồi cho ra một con người phải sống với một cái hoàn cảnh bất trắc, phải gặp rất là nhiều khổ lụy, rất là nhiều gian tuân khổ ải, thậm chí tạo ra những con người ác cho xã hội với nhiều chục năm như vậy trong đời này.
cái sự sống còn của con mình, sống còn của một con người phải lê lết cuộc đời họ nhiều chục năm trong cái dòng đời này. Mà nói giờ chúng ta chuẩn bị mấy tháng cái thang làm không được, không có thời gian, cực lắm, cực lắm. Thì những cái bậc cha mẹ đó không có nên, không có nên khóc, không có nên than phiền: anh ơi, chị ơi, cha ơi, mẹ ơi, con tôi sao nó kỳ quá, con tôi sao nó cứng đầu quá, con tôi sao nó lì quá, con tôi sao nó dốt quá, nó không học được, con tôi sao nó bệnh hoạn hoài, vân vân. Tất cả những cái than thỉ của những ông cha bà mẹ là nên nhìn lại mình trước kia, tại vì mình không chuẩn bị tốt cho nó, mà mình muốn tạo ra con người kiểu đó, cho nên khi ra đời nó thành cái kiểu đó không được quyền than trách. Chứ phải chi mình muốn cho ra đời một cái bậc vĩ nhân biết thương yêu nhân loại, nó thông minh, nó mạnh khỏe, nó là một người giỏi giang, đầy hiếu đạo, thì mình sẽ có chuẩn bị trước. Cái chuẩn bị đó tốt chừng nào thì khi mà thai nhi vào bụng mẹ nó sẽ được tiếp bước thứ hai là nuôi nấng tốt. Rồi khi ra đời sẽ được nuôi nấng tốt nữa. Thì vậy là đối với chúng tôi, cái bước ban đầu á, để cho có một cái mầm sống mới thực sự trọn vẹn, thì chúng tôi thiết tha kêu gọi những cái người mà còn có khả năng sanh con, những người sẽ cho ra đời một con người mới cho xã hội này, cho nhân loại này, chúng ta nên dành một chút thời gian, ít lắm là 6 tháng để chuẩn bị mình. Chúng ta phải khẳng định cái đứa con chuẩn bị ra đời mình phải là một đứa con tốt, một đứa con hoàn thiện từ vật chất cho tới tâm linh của nó. Khi một con người hoàn thiện và họ sống đúng á, thì họ càng sống bao lâu trong cuộc đời này thì cuộc đời càng có ý nghĩa, càng có lợi ích cho đồng loại. Và chính bản thân người đó càng lớn lên đó, thì họ tự động, nếu mà họ sống thuận với thiên nhiên cho tới tuổi 60 không cần nói tới cái đạo lý, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Lão, đạo Khổng gì hết, họ tự động hòa nhập được với thiên nhiên, tức là họ tự động giải thoát. Tới tuổi 70 là tự tại trong sống chết, không nói tới cái chuyện tu đạo Phật, ngồi thiền tụng kinh tọa gì gì nữa hết, không cần bàn. Nhưng mà con người nếu sống không phù hợp ngay từ những mầm mống ban đầu, được cha mẹ không xây dựng đúng đắn, để cho ra đời một con người lệch lạc, lệch hướng của loài người, lệch hướng của thiên nhiên và tự nhiên, để càng sống nhiều chừng nào thì càng làm khổ thiên hạ chừng đó, tự bản thân mình nhiều khổ đau, những người chung quanh của chúng ta bị ảnh hưởng cái đau khổ đó của họ, và cuối đời chúng ta đi ra bằng cái sự tối tăm mù mịt, không phải đi đến ánh sáng, thì đó không phải là cái lối hoàn thiện của con người. Cho nên đó, ít lắm là chúng ta cũng phải hiểu biết được cái thực phẩm của từng loài, cái loài thú nó ăn cái gì, ví dụ như loài trâu nó ăn cái gì, loài bò ăn cái gì, heo ăn gì, chó ăn gì, mèo ăn gì, con người ăn cái gì. Bây giờ con người chúng ta chưa xác định được mình ăn cái thực phẩm gì là chính nữa. Mỗi một cái đẳng cấp có một loại thực phẩm khác nhau, mỗi một cái chủng loại có một cái loại thức ăn khác nhau. Chim cũng có nhiều loại chim, có loài chim nó ăn sâu, như có loài chim nó ăn thóc, có loài chim nó ăn kê, có loài chim nó ăn những cái hạt ngũ cốc khác. Như thế loài người chúng ta ăn đủ thứ hết, chỉ từ bù lon con rắn chưa nuốt nổi thôi. Cái thứ gì cũng có thể ăn được, thứ gì cũng có thể nuốt được, còn loài người chúng ta khủng khiếp như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ ăn đúng cái thực phẩm, đúng cái đẳng cấp của loài người, khiến cho chúng ta không thể phát triển được vật chất và tâm linh đúng mức. Sau một giai đoạn dài nghiên cứu, chúng tôi thấy
loài người của chúng ta. Khi mà chúng ta đã sanh ra rồi, chúng ta có cái bộ răng, trong đó chúng ta có khoảng 32 cái răng, thì có đúng 20 cái răng bằng 8 cái răng nhọn nhọn và 4 cái răng nanh. Nếu mà chia thì chỉ là 20 cái răng bằng đó, tức là 5/8 cái răng bằng. Răng là để nghiền cốc loại. 4 cái răng mà hơi nhọn nhọn để ăn rau củ quả. Ở 8 cái răng hơi nhọn ăn rau củ quả, chỉ có 4 cái răng để có thể nếu ăn thịt thì chỉ có 4 cái răng để ăn thịt. Có những người chúng tôi thấy là có những người mà có những cái tướng về răng á, khi họ phát triển tốt rồi 4 cái răng anh họ cũng mất đi nguyên cái vàng phía trước, răng họ rất là bằng. Thì tính tình với người đó tương đối khác thường, tức là tương đối tốt hơn cái người bình thường. Như vậy là nếu nghiên cứu về cái tướng răng để có thể đưa vào cái loại thực phẩm chính của cái đúng với cái đẳng cấp loài người là cốc loại. Chúng ta nhìn ở đâu, ở các châu lục của chúng ta, mà ở đất nước nào, ở châu lục nào, hoặc là ở những cái gia đình nào á, mà còn giữ nguyên cái truyền thống ăn uống cốc loại của loài người, thì những cái vùng miền đó chúng ta sẽ thấy rằng cái dân tình hiền hậu, dễ thương, chất phác, thật thà. Và kiếm cái người ác hay muốn giết người khác hiếm lắm, ít lắm. Còn khi con người đã bắt đầu ăn lộn xộn, tức là cốc loại có thể là một phần hoặc là hai phần, thậm chí không có. Chúng ta nhìn trong lịch sử nhân loại, những cái đất nước nào, những cái châu lục nào mà con người không có lấy cốc loại làm chính và lấy thịt làm chính, thịt làm thức ăn chính, thì chúng ta thấy là những người rất hung hãn, rất là hung hãn. Kiếm một người hiền lương, kiếm một cái bậc minh triết ở đất nước đó không bao giờ có. Chúng ta nhìn lại trong lịch sử, một cái dân du mục của Mông Cổ, họ lấy thịt làm chính. Trong cái thời mà đi xâm lăng của họ, chúng ta thấy dễ sợ. Xâm lăng của họ chúng ta thấy dễ sợ. Và đó là một trong những biểu tượng của một số dân tộc. Nhìn trong lịch sử chúng ta sẽ thấy ra điều này. Và chúng ta nghiệm lại á, những cái mà đất nước họ lấy cốc loại làm chính, trong lịch sử nhân loại có những cái bậc minh triết, những người có trí tuệ thực sự mà nhân loại phải cầu học cho tới hàng bao thế kỷ tới giờ phút này, chúng ta thấy đều là những cái dân tộc sử dụng cốc loại làm chính cả. Và nếu như mà chúng ta điều tra kỹ cái dòng tộc của họ, gia đình của họ, gần như là 80-90% hoặc là 100% cốc loại, cho họ không ăn thực phẩm khác. Cho nên chúng ta phải thấy được điều này. Thì như vậy là để hình thành con người thì chúng ta phải xác định thực phẩm của loài người, thực phẩm đúng với đẳng cấp của loài người. Cốc loại là cái gì? Những cái loại thực phẩm như là lúa nè, nếp nè, lúa mì nè, lúa mạch nè, bo nè, bắp. Đó là những loại cốc loại, được xếp vào hàng cốc loại. Đó là thực phẩm chính của loài người. Thì như vậy là đã trải qua nhiều năm trong đời sống của một con người bình thường á, như chúng ta bây giờ là có những người mười mấy, 20 tuổi đi, chúng ta được nuôi nấng với những thực phẩm nó không phù hợp với đẳng cấp của loài người rồi. Máu huyết chúng ta đã tiêm nhiễm những loại thực phẩm không phù hợp với đẳng cấp loài người rồi. Mà không phải trong đời mình, mà ảnh hưởng từ cái thời cha mình, cái thời ông bà mình. Nó tạo cho mình một cái loại gen di truyền, loại máu huyết được hình thành bởi đẳng cấp thấp. Phải nói như vậy.
Chúng ta nhìn một cái điều nữa về cái thức uống mà bây giờ chúng ta thấy rất là thương. Uống nước chúng ta cũng tự làm hạ thấp mình, những loại thực phẩm thường ngày. Bây giờ mình thấy con heo chưa bao giờ bú sữa chó, chó chưa bao giờ bú sữa mèo, nhưng mà con người lại bú sữa bò. Cái người cột sống thẳng đứng như thế này mà bây giờ sử dụng cái sữa của cái loài thực sống, cột sống nằm ngang như thế này, rồi kêu con mình nó phát triển, lúc mà mang thai thì uống sữa bò cho nhiều để cho nó đủ cái này, đủ cái kia, đủ cái nọ tùm lum, để chúng ta nhiễm trước khi mà chúng ta mang thai là chúng ta đã nhiễm cái thú tính rồi. Khi mang thai chúng ta tiếp tục để cho cái thai nhi nhiễm thú tính, và khi sinh ra cũng nuôi nó bằng những loại thực phẩm mang đầy thú tính, và nó lớn lên trong cái dòng thú tính đó. Thì kêu nó thương người khác khó thương lắm, kêu nó sẻ chia khó lắm, là kêu nó đừng thù hận cũng khó luôn nữa. Thật ra bây giờ chúng ta muốn cho ra những con người mà không bị nhiễm cái thú tính này thì những ông cha, những bà mẹ nên chuẩn bị trước. Chúng tôi nói là khoảng 6 tháng để có thể thay đổi đó. Để thay đổi 6 tháng là thời gian ít nhất, tốt nhất là khoảng 1 năm. Theo chúng tôi là 1 năm là nên chuẩn bị một cách hoàn thiện bằng cái loại thực phẩm để thay đổi toàn bộ máu huyết hiện có trong cơ thể của mình, để mình có những cái loại hồng huyết cầu tốt, để hình thành những cái loại tinh dịch tốt, một môi trường tốt cho cơ thể của một bà mẹ hoặc là một ông cha, thì lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện có ra một đứa con. Còn ai mà chưa làm được điều này thì khoan hãy nghĩ tới cái chuyện sanh con. Vì sao? Vì nó sẽ rất là khó khăn, và nó cũng sẽ gây khó khổ cho cha mẹ. Người ta người xưa nói cha mẹ quý nhờ con, nhưng mà thực sự đó chính là cái sản phẩm chính mình. Một đứa con được sanh ra đời đó là sản phẩm của cha mẹ. Chúng ta nên hiểu điều này. Một đứa con hiền lương là sản phẩm của cha mẹ. Một đứa con độc ác cũng là sản phẩm của cha mẹ, chứ đừng đổ thừa xã hội. Tại vì ba giai đoạn nền tảng này mình không xây dựng được, mình đổ thừa xã hội. Xã hội nó chỉ là một sự tiêm nhiễm bên ngoài. Trong cái băng thai giáo chúng ta đã nói tới cái điều này rất là nhiều. Thì như vậy là cái điều mà mong mỏi của chúng tôi muốn hình thành một con người mới hoàn thiện, thì bước thứ nhất chúng tôi rất là mong các vị nên chuẩn bị cơ thể của mình thật sự tốt. Về mặt thể chất hết sức là sung mãn, về mặt tinh thần rất sức là hết sức là an lạc, là vui tươi thoải mái yêu đời. Và chúng ta phải có một cái tâm hồn thật sự trong sáng rạng ngời để chúng ta chuẩn bị có một con người mới. Thì từ vật chất cho tới tâm linh mà chúng ta chuẩn bị tốt như vậy, tức là chúng ta đã chuẩn bị cho một mảnh đất tốt và chuẩn bị cho hạt giống tốt để có trên mảnh đất tốt đó. Thì chuẩn bị cho một cơ thể của bà mẹ thật sự tốt để chuẩn bị hình thành một thai nhi tốt, đó là bước hết sức cần thiết cho nhân loại sắp tới. Chúng tôi mong rằng những cái kiến thức này giới trẻ thông cảm và cần phải suy nghiệm kỹ, suy nghiệm thật sự kỹ để chúng ta chuẩn bị làm. Tại vì giới trẻ lớn lên chắc chắn là chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn để nhận thiên chức làm mẹ, nhận thiên chức làm cha. Thiên chức có nghĩa là cái chức đó trời ban cho mình phải có. À, những người mà lớn lên để đi xuất gia thôi, không đi tu luôn thì thôi chúng tôi không bàn. Nhưng ở đây là có quá nhiều người và cả nhân loại chúng ta cần cái điều này, cần kiến thức này ghê lắm. Khi mà giới trẻ hiểu biết được điều này rồi, biết dừng lại những cái thèm thuồng của mình, biết dừng lại những cái loại thực phẩm không cần thiết, hay khác nói khác hơn là thực phẩm phá vỡ cái đẳng cấp loài người của chúng ta, nên dừng lại. Chúng ta không nên ăn, không nên uống những cái loại thực phẩm mà nó làm tổn hại đến thể chất của mình, tổn hại đến tinh thần của mình,
tổn hại đến đẳng cấp của loài người của mình. Chúng ta phải biết dừng lại, phải mạnh dạn mà dừng lại. Và trong lòng chúng ta nghĩ tới cái chuyện là phải có một con người mới tốt đẹp để chúng ta được hưởng hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta ngắm nhìn đứa con mình được sinh ra một cách hoàn thiện, lớn lên một cách hoàn thiện, nó trưởng thành một cách hoàn thiện để nó lợi ích không phải cho gia đình, không phải cho dòng họ, mà lợi ích cho cả nhân loại chúng sanh sắp tới. Chúng ta phải nghĩ tới điều này mà phải chuẩn bị tất cả những cái cần thiết để sinh ra, để mang thai tốt. Cái cần thiết ban đầu là chuẩn bị cơ thể tốt để chúng ta, người nam hoặc người nữ, có thể có ra một con người tốt. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần, cần lắm. Nếu như chúng ta bỏ qua đoạn này, tức là mất một phần tư cuộc đời của đứa bé rồi, một phần tư hạnh phúc của nó, một phần tư an lạc của nó đã bị mất đi. Bây giờ chúng ta bị, những đứa bé này đã bị lỡ cuộc một trận rồi, thì cho tới khi mang thai, trong cái băng thai giáo chúng tôi nói rất là nhiều. Như vậy á, là khi mà chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện phải sanh con. Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ, người nam người nữ phải nghĩ tới cái chuyện là muốn có đứa con trai hay có đứa con gái, thì hai người tự thỏa thuận. Hai người tự thỏa thuận, nếu quyết định kỳ này sanh con trai thì phải chuẩn bị thực phẩm cho cái việc ăn uống của người chồng hoặc người vợ để chuẩn bị sanh con trai. Nếu muốn sanh con gái thì phải chuẩn bị thực phẩm để cho người chồng hoặc người vợ sanh con gái. Và điều này không cần sự can thiệp bất kỳ nào của máy móc hiện đại của khoa học gì hết. Đây là một chuyện thuần túy của âm dương. Và nếu ứng dụng đúng, nó sẽ có ra đời những người con theo ý muốn của chính mình. Vì nếu như muốn sanh con trai, đề tài này chúng ta đã nói lướt lướt ở trong cái văn thầy giáo rồi, bây giờ chúng ta nói lại một cách kỹ lưỡng hơn. Nếu muốn sanh con trai thì người nữ tuyệt đối không được quyền ăn những cái thực phẩm dương, hay nói khác hơn, không được ăn những cái loại thực phẩm động vật. Động vật nó hoạt động nhiều hơn thực vật, cho nên nó luôn luôn dương hơn thực vật. Hay nói khác hơn là người nữ nên ăn chay, để người nữ tự âm hóa xuống bằng cái thực phẩm này. Âm hóa xuống không có nghĩa là mình làm mình âm để mình thành bệnh, mà âm xuống để giữ cái tạng âm của người nữ. Vì người nữ cái thể tạng vốn là âm, cho nên chúng ta sử dụng rau củ quả để chúng ta tự âm hóa mình xuống. Và người nam á, sử dụng thực phẩm dương không có nghĩa là ăn thịt động vật để cho mình dương. Nhưng mà trong thực phẩm dưỡng sinh nó có những cái thực phẩm dương để chúng ta ăn, chúng ta dương hóa mình lên. Thì á, khi mà người nam ăn để dương hóa lên, người nữ ăn để âm trở lại, tức là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải cân bằng âm dương riêng của nam và nữ trước đó. Vì vậy là chúng ta nhìn ngắm cái thận khí của hai người, tức là người nam bắt đầu ăn uống kỹ hơn nếu chuẩn bị mang thai. Ví dụ như bây giờ là chúng ta chuẩn bị 2 tháng nữa là quyết định sẽ có con. Thì bây giờ sau giai đoạn 6 tháng 1 năm mà đã chuẩn bị tốt tất cả các thực phẩm để cho cơ thể tốt rồi, tức là ăn uống cốt lõi, không sử dụng hóa chất nè. Người nam đã trải qua một giai đoạn ít lắm phải 1 năm không rượu bia, không sử dụng hóa chất, rồi mới nói cái chuyện sinh con. Chứ tất cả những cái mà tiêm nhiễm do cái thức uống của rượu bia, những cái loại thực phẩm kích thích độc hại, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi. Thế chuẩn bị ít lắm phải được 1 năm đó cái đã, thì 2 tháng cuối cùng, 2 tháng cuối cùng để quyết định, để cho ra một cái mầm con người mới, thì người nam lại ăn uống kỹ hơn nữa, ăn uống thật kỹ, để cho một ngày đi tiểu không quá 4 lần
Trong 24 tiếng đồng hồ, người nam đi tiểu không quá 4 lần, 3 lần là tuyệt vời nhất cho người nam. Mà như vậy phải kéo dài từ 2 tháng trở lên mới nói tới cái chuyện sanh con, mà dưới 2 tháng là khoan hả? Không đủ. Còn người nữ thì ăn uống đồ âm, có thể đi tiểu nhích nhích hơn 1-2 lần. Ví dụ như bình thường thì người nữ đi tiểu 3 lần trong 24 tiếng đồng hồ, thì bây giờ người nữ sẽ đi tiểu 4 hoặc 5 lần trong một ngày, trong 24 tiếng đồng hồ, để cho thận khí người nữ nó yếu xuống, yếu dần xuống. Như mình đã chuẩn bị một năm dài không ăn thịt động vật, ăn thuần gốc loại và thêm một ít rau củ, để mình đổi cái máu huyết cũ của mình đã bị tiêm nhiễm với cái bản năng động vật, là chúng ta phải được tẩy rửa một năm đó rồi tốt rồi. Thì bây giờ thức ăn chúng ta lại nhìn thấy điều như thế này nữa. Tại sao những người ăn chay và tu hành nhưng mà vẫn không phát triển tâm linh? Đây là điều dễ sợ. Ăn chay mà tâm linh ít phát triển, kỳ vậy chứ. Người ăn chay ăn nhiều rau, ăn nhiều củ quá vẫn không phát triển. Chúng ta nên dè dặt chỗ này. Người ăn chay mà ăn nhiều ngũ cốc, trong thời gian ngắn tâm linh sẽ thay đổi. Cho nên chúng ta thấy người ăn chay nào mà ăn một lần cả đống rau là thua rồi. Rau và cỏ để dành cho loài nào? Thật ra chúng ta nhìn lại đi là một cái điều rất là mít lòng, nhưng mà chúng ta phải nói. Tại vì có những người ăn chay lần lần rất ích kỷ, cái hồi chưa tu họ không ích kỷ như vậy, nhưng mà tu thời gian ích kỷ ghê gớm, thủ đoạn độc ác. Có những người tu như thế, đây là một việc rất là đau lòng, do họ đã tiêm nhiễm thực phẩm âm càng lúc càng âm. Mê ăn rau củ không nói rồi, còn mê ăn đồ ngọt, mê uống nước lạnh, thì thôi cuộc đời này rồi. Tâm linh đừng có hòng có cái chiều hướng phát triển, chiều hướng phát triển. Do đó trong suốt cái quá trình mà ăn uống của chúng ta để chuẩn bị sanh con là tuyệt đối, trong giai đoạn đó là tuyệt đối không được quyền uống nước lạnh. Uống nước thấp hơn nhiệt độ của cơ thể là không được quyền nữa. Rồi đồ ngọt và trái cây chúng ta phải biết dừng, và ít ăn rau củ hơn là ăn cốc loại, để chúng ta có những cái loại hồng huyết cầu nó thuần chủng tinh khiết thì mới có thể sanh con tốt được. Nói cho nên là chuẩn bị thì chúng ta phải chuẩn bị cốc loại, có thể ăn qua ăn lại tất cả các loại cốc loại đó, và thực phẩm nó chỉ là những cái phụ trợ, nó là mồi, đúng không? Mồi nghĩa là gì? Ví dụ như mình nhúm cái lò mà củi lớn cháy không nổi thì chúng ta đốt một số bổi để mồi cho củi nó cháy. Thì trong bữa ăn có gì khi mình say không cơm, có mình cảm thấy nó khô khan, cái có một miếng rau nó mồi để cho miếng cơm được ngon. Nó chỉ là mồi nhữ chứ không phải là thực phẩm chính. Chúng ta phải xác định thực phẩm chính của mình là cốc loại, để rồi chúng ta rất là dè dặt sử dụng những cái thực phẩm kia. Chứ còn người tu mà ăn nhiều rau củ quả là thua. Những cái loại quả trên là để dành cho cái loại nào? Mà người tu mê những cái loại quả trên cây lắm. Chứ là nói hồi chúng ta lòi ra, chúng ta ăn tùm lum những cái thứ những cái thứ mà nó không làm cho đẳng cấp của loài người phát triển. Khi mà cái cột sống chúng ta dựng đứng rồi là chúng ta không phải còn ngang ở người, mà chúng ta còn có thể đi lên nữa, có thể thành tiên, thành thánh gì ở trên nữa. Chứ không phải chúng ta dừng ở loài người này. Cho nên chúng ta phải nuôi nấng mình đúng đẳng cấp để mà được phát triển theo chiều hướng đó. Đó là một điều rất cần. Chúng ta nên quan tâm thật sự, chứ chúng ta đừng có coi nhẹ cái điều này. Đó thì vậy là chuẩn bị một năm trời xong rồi, chuẩn bị cái tại sao, lý do gì mà người nam phải đi tiểu ít mà người nữ đi tiểu nhiều?
Đây muốn nói tới cái chuyện sanh con trai. Chúng ta dễ dùng quê á, những cái nơi mà ấp trứng á, ấp trứng vịt, ấp trứng gà. Một người hoàn toàn không kiến thức khoa học gì hết á, bả ngồi bả lựa hột gà, nhắm mắt thôi, bóc này quăng đây, bóc trứng dài quăng kia, bóc trứng tròn quăng này, bóc trứng dài trăm kia. 100 cái trứng tròn nở đúng 100 con gà mái, 100 trứng dài nở đúng 100 gà trống, không sót không lộn. Khi cái bầy bên đây nở là chắc chắn là một bầy trống, bầy này nở chắc chắn bầy mái, khỏi cần lựa, bảo đảm. Người rất hiểu âm dương. Nói như vậy, những bà già quê, những ông già quê, những người nông dân hiểu âm dương ghê gớm. Nhưng mà khoa học không quan tâm tới điều này. Còn nói là chuẩn bị cho cái tinh trùng X, tinh trùng Y gì đó sanh ra con gái, chứ tôi không bàn tới chuyện đó. Chứ tôi không bàn sâu tới khoa học, mà mình muốn nói tới cái âm dương thường, nhìn theo cái nhìn bình thường nhất. Tại sao trứng dài lại nở gà trống, mà trứng tròn lại nở gà mái? Đây là vấn đề. Nếu cái cuộc gặp gỡ của nam nữ mà người nam đủ mạnh về thể chất, thận khí đủ mạnh mới có ra một cái tinh trùng mạnh đủ sức để làm giãn cái nõn cầu ra thì sẽ sinh con trai. Nhưng mà thể chất người nam yếu, tinh trùng yếu, thận khí yếu, không đủ sức làm giãn nõn cầu ra thì bị sanh con gái. Vậy thôi, đơn giản, không có gì rắc rối rườm rà. Theo âm dương, theo âm dương nó chỉ nhìn đơn giản như vậy. Chỉ như là muốn sanh một đứa con trai thì người nam phải đủ thể chất, thận khí phải tốt để cho tinh trùng tốt. Muốn sanh con gái thì người nữ phải ăn dương quá lên chút, ít rau củ trở lại, ăn cốc loại nhiều hơn và ít uống nước hơn, ăn khô khan hơn, để người nữ một ngày một đêm đi tiểu không quá 3 lần suốt 2 tháng trời như vậy. Và ngược lại, người nam bắt đầu đi tiểu nhiều hơn, cái số lượng là 4 lần mà có thể lên tới 5-6 lần trong một ngày, thì kỳ này là dứt khoát là con gái. Theo âm dương nó là như vậy. Thì vậy là tùy cái mức độ chuẩn bị của mình, tùy cái sự mong muốn của mình. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói để cho ra đời một con người thực sự hoàn thiện về mặt vật chất và tâm linh á, để chúng ta có thể ngậm cười với chín suối, thì con mình nó đã trưởng thành một cách tốt đẹp giữa cuộc đời này, giữa trần gian này, và người sống lợi ích, thực sự có thể nó tạo ra được những bậc vĩ nhân mới cho thế hệ mai kia, thì chúng ta phải chuẩn bị cái bước đó trước rồi đó. Rồi tới cái khi mang thai, thì trong cái băng thai giáo chúng tôi nói nhiều. Ở đây chúng ta nói là 1-2 điểm căn cốt tại sao lúc mang thai phải ăn uống kỹ và nuôi nấng tinh thần kỹ cho người mẹ mang thai. Thì cái nghiên cứu của tiên sinh đã nhìn thấy và bây giờ khoa học cũng đã thấy rồi. Tiên sinh nói kể từ lúc mà cái thai ở trong thai mẹ, thai nhi bắt đầu hình thành cho tới khi sanh ra đời trải qua 3 tỷ năm sinh vật. Thì vậy là cái thai ở trong thai mẹ ở 300 ngày thì 3 tỷ chia cho 300 chúng ta còn nhiêu? Còn số 1 với 7 số 0 không? Đúng không? Bằng 10 triệu ngày. Thì vậy là một ngày một đêm mà bà mẹ mang thai ăn uống đúng, giữ tinh thần đúng mực, thì bằng ra đời chúng ta sửa 10 triệu ngày. Mà 10 triệu ngày tính ra bao nhiêu năm của mình? Hết mấy cái đời người nữa. Vì vậy mà trong lúc mang thai là cực kỳ quan trọng cho một kiếp người trong tương lai. Đây là một cái điểm nhấn hết sức quan trọng cho cả một cuộc đời còn lại của đứa con của mình. Nhưng mà chưa có bà mẹ nào quan tâm tới điều này cả. Không có. Thì sanh ra tôi chấp dạy á,
học những cái từ mà nổi tiếng nhất thế giới đi nữa, nó cũng không thành con người hoàn thiện được. Đây là bước thứ hai hết sức quan trọng cho một kiếp người. Thì trong băng thai giáo chúng tôi có nói nhiều, quý vị có thể kết nối cái này cùng với băng thai giáo. Thì như vậy là trong suốt quá trình mang thai, bà mẹ phải ăn uống những thực phẩm đúng đẳng cấp loài người, không được ăn lệch, tức là ăn thuần cốc loại, dặm thêm một hai miếng gì chơi cho vui thôi, chứ cốc loại là chính. Suốt quá trình mang thai, nói về thực phẩm ăn uống, ăn thực phẩm của đúng loài người để nuôi thai nhi bằng cái thực phẩm đúng đẳng cấp của một con người, trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày mới được. Và cái thứ hai nữa, như trong băng thai giáo chúng tôi nói là có một cái câu là bỏ con vào dạ thì mạ phải đi tu. Tức là khi một bà mẹ có con trong bụng rồi, bà mẹ đó phải tu hơn ông thầy ở trong chùa mới đúng. Ông thầy ông chùa tu mấy chục năm cho nên ông rịch rịch tan tan được, còn này tu 9 tháng 10 ngày cho nên phải gấp rút. 9 tháng 10 ngày tu có nhiều đó là phải tu gút mới có thể kịp. Như vậy là những cái sự hình thành tế bào của cơ thể con người, ngoài cái việc nuôi nấng vật chất tốt ra, còn có cái ảnh hưởng tâm linh của bà mẹ. Một bà mẹ phải sống lạc quan, yêu đời, tươi vui, cởi mở, tha thứ, rộng lượng, bao dung, vân vân. Tất cả những cái gì tốt nhất bà mẹ phải được nuôi nấng, được hình thành ở trong suốt quá trình mang thai. Không thể bỏ qua bất kỳ một cái đứng tính nào mà mang tính tốt của loài người mà bà mẹ bỏ qua cả. Thì này là phải được kết hợp cùng với gia đình, trước nhất cái người gần gũi mình là chồng, và gia đình dòng họ của mình phải nuôi một bà mẹ mang thai, giữ kỹ bà mẹ mang thai hơn là giữ cái chồng con mắt của mình đó. Và người nữ cũng phải tự biết để mình cân bằng cái đời sống tâm linh của mình. Nhưng mà thật sự một điều á, nếu như chúng ta đã ăn thực phẩm đúng á thì tự động cái này nó cân bằng. Đây là một cái điều chúng ta nên mừng, chứ không có cực phải cân bằng tinh thần. Nhưng mà nếu chúng ta ăn thực phẩm sai thì cái này nó sẽ xáo trộn. Có khi á, là chúng ta đang vui như vậy, khi chúng ta uống một ly nước ngọt, ăn một chén chè vậy đó, thì sau 30 phút vào tiếng hồ nó sẽ vui hơn. Vì cái lượng đường mà nó nhiều trong máu huyết khiến chúng ta sẽ vui hơn. Nhưng mà vì âm cho nên nó vui quá, cho nên nó sụp xuống rất là nhanh, là sau đó chúng ta sẽ buồn. Một vài tiếng hồ sau tự nhiên của mình sẽ buồn, nhưng mà không biết lý do gì. Như máu đã bị nhiễm cái axit chua của đường rồi, chúng ta bắt đầu nảy sinh những cái ý niệm buồn. Và axit chua nó ngấm vào thành tế bào của ta, và nó ngấm vô thai nhi, nó làm cho quá trình hình thành thai nhi bị tiêm nhiễm những cái độc chất này. Từ cái vật chất bị tiêm nhiễm cho tới tinh thần sụp đổ của bà mẹ tiêm nhiễm vào. Cho nên một cái đời sống của bà mẹ là suốt quá trình mang thai một ý niệm buồn cũng không được xảy ra nữa. Phải cố gắng gìn giữ được điều này. Trong băng thai giáo thì những phần này chúng tôi nói rất là kỹ. Thì vậy là bà mẹ phải sống, trước mắt là phải an lạc, gia đình phải bảo bọc, chung quanh phải gìn giữ như thế nào đó để cái đời sống của một bà mẹ bắt đầu có thai trong bụng là sống trong đời sống an vui, an lạc thực sự, an toàn thực sự, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có buồn rầu, không có bi quan chán đời. Tất cả những cái đó không được hình thành trong não bộ bà mẹ trong suốt quá trình nuôi thai, suốt quá trình chuẩn bị cho ra đời một con người mới. Thật ra vật chất và tâm linh song song được nuôi nấng tốt thì mới hình thành con người tốt được. Đây là bước, cái điểm nhấn thứ hai hết sức quan trọng mà những bà mẹ cần phải biết. Bởi vì nên tìm lại cái băng mà chúng ta đã nói hôm trước là cái băng thai giáo, kết hợp với cái phần đoạn này chúng tôi không muốn lặp lại nhiều. Nhưng mà đó là những điểm nhấn quan trọng. Và cái điểm nhấn quan trọng nữa là gì? Nếu như chúng ta nhìn ra cái loài động vật, cái loài mà gần chúng ta nhất là cái loài chó, đến cái nước động đực của nó rồi là bất kỳ con đực nào cũng có thể gần gũi nó được.
Nhưng mà vừa cấn thay một cái là không có thằng nào được gần nữa hết. Nhưng mà loài người chúng ta không có làm được điều này, rất là oan uổng cho con của mình. Chỉ cần một giọt tinh trùng rớt vào tử cung trong lúc mang thai thôi, nó phủ mờ não bộ của đứa bé, cái sự thông minh sẽ mất đi rất là nhiều. Do đó một cái điều cấm kỵ của bà mẹ mang thai là không được gần chồng mình trong suốt quá trình mang thai. Suốt quá trình mang thai chưa nói, nói chưa hết. Suốt quá trình cho con bú nữa. Đây là một cái điều quan trọng. Trong lúc bà mẹ đang cho con bú mà có một sự rung động sẽ làm chua hết sữa đi. Tất cả năng lượng tập trung tới cái chỗ rung động nó làm sữa chua hết. Và chúng ta nhìn thấy những đứa bé mà ẩm ẩm trên tay học sữa, tức là đã bú sữa chua đó rồi. Thì đứa bé sẽ bị đau bao tử và đường ruột. Những đứa bé nào mà đường ruột bị đau sớm, bao tử bị đau và gan bị đau là tố cáo ông cha bà mẹ đã gần quá sớm để làm hư con mình. Điều này chúng ta cũng cần phải biết. Đây là những điều cực kỳ quan trọng. Và chúng ta phải làm trọn cái thiên chức làm mẹ của mình. Người nữ đừng bao giờ sợ xấu mà không cho con bú. Chúng ta coi tivi thấy tức cười lắm. Những cái người quảng cáo tivi nó sợ thiên hạ biết là bú sữa mẹ tốt. Cho nên nó nói một câu mà mình phải lắng lỗ tai kỹ lắm. Mình 5 lần 7 lượt mình mới nghe là sữa mẹ là sự tốt nhất của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nó lẹ lắm, lắng tai kỹ lắm tôi mới nghe. Tức là nó khen sữa mẹ tốt nhưng mà nó sợ người ta biết. Để nó quảng cáo cái sữa bình, sữa bột, sữa gì á. Thật ra bà mẹ không có cái thực phẩm nào nuôi con tốt bằng sữa mẹ. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Dù nó có giới thiệu trên trời đem cái loại sữa đó xuống cũng dục đi, đừng có cho con mình nó bú. Và nên bú sữa mẹ là tốt nhất. Cho con mình nó bú. Và nên bú sữa mẹ là tốt nhất. Trên đài nó cũng đầu tiên trước khi giới thiệu sữa gì là nó phải đọc câu đó, mà nó đọc thật là nhanh, để lựa những cái đứa nào mà giới thiệu đọc lẹ nhất nó mới dám cho giới thiệu sữa. Quý vị thử để ý quảng cáo sữa, cái câu đó là câu đầu tiên mà nó đọc mình lắng tai 5 lần 7 lượt tôi nghe. Nó nói cái gì mà mình nghe không được, nó nói riết 5 lần 7 lần tôi nghe. Nó giới thiệu là sữa mẹ là sự tốt nhất cho thai nhi và trẻ nhỏ. Chứ mình đọc lẹ lắm mình nghe không được. Cho nên là khi bà mẹ mà cho con bú được cái gì và không được điều gì, chúng ta nên biết. Đầu tiên là trong băng thai giáo, nếu quý vị không có nghe thì chúng ta băng này chúng ta cũng có thể nghe được, là khi sanh con ra thì trời lại cho bà mẹ một cái loại sữa ban đầu á, sữa chua đó, sữa đó để xúc ruột đứa bé. Một sự xúc ruột hoàn thiện mà các cái vũ trụ này không bao giờ chế được cái loại sữa đó. Tại sao? Tại đứa bé nó nằm co vấp 9 tháng 10 ngày thế này, cái ruột nó bị ép lại. Cho nên trời sanh bà mẹ có loại sữa chua, nó bú nó bị tiêu chảy để nó thâm ruột đứa nhỏ, chứ không có gì hết. Nhưng có nhiều người không biết học ở đâu á, con mình sanh ra rồi dặn nặng hết cái sữa đầu đi, bỏ đây để cho nó bú nó bị tiêu chảy, rồi là cái đường ruột đứa nhỏ cả đời bị hư. Đây là điều mà mấy bà nhẹ mẹ phải biết dùm. Sanh con cho nó bú những giọt sữa đầu để cho nó được tiêu chảy, để thông đường ruột của nó dùm, chứ không phải là bị nha, được tiêu chảy. Đứa nào mà sanh ra không bú sữa mẹ mà không được tiêu chảy là bị đau đường ruột sau này. Thật ra là ở Việt Nam chúng ta từ cái năm 1960 á cho tới năm 1990, tức là suốt 30 năm đó, rất nhiều bà mẹ nặng sữa vì cái không biết nghe cái khoa học nào, không biết nữa. Tức là giai đoạn chúng tôi bị giai đoạn chúng tôi bị là từ năm 60 cho tới năm 90 là gần như rất là nhiều bà mẹ nặng sữa này bỏ đi. Và khi bú sữa mẹ, chúng ta phải dạy cho đứa trẻ
một cái loại tình cảm, một cái loại tình thương nó rất là ấm cúng, rất là mặn nồng, bằng những chất liệu sống của con người. Nuôi 9 tháng 10 ngày không chưa đủ, mà suốt quá trình ôm được cái bầu sữa mẹ để bú, chúng ta sẽ thấy rằng á, nếu một bà mẹ tinh tế nhạy bén thì thấy con mình nó cầm cái bầu sữa bên ngoài nó bú, nó khác xa với khi nó ôm bầu sữa mẹ. Bầu sữa ngoài lạnh ngắt à, nó chỉ là sữa thôi, nhưng mà trong này là tất cả những chất liệu tình thương, tất cả những hơi ấm, những sự mặn nồng của tình người cho vào người nó, gieo vào não bộ nó những cái mầm này dùm, để lớn lên nó mới thấy sự đầm ấm của tình người. Còn ai mà sanh con cho bú những cái bình sữa lạnh lùng kia thì lớn lên nó sẽ rất là lạnh nhạt với cuộc đời. Thấy người chết, thấy người khổ không bao giờ nó ngó tới. Tại vì sao? Tại vì đụng tới là sẽ rắc rối, đụng tới cái chừng bị đổ thừa, nó không có thấy xót xa khi thấy một người ngã quỵ trước mặt mình, không có thấy đau khổ, không chia sẻ nổi với cái nhà bên cạnh đang quằn quại khổ đau, không làm được điều đó. Và tình người bị thiếu vắng thuở nhỏ chừng nào thì lớn lên người đó không bao giờ có cái trách nhiệm và tình thương đối với cuộc đời chừng đó. Cho nên bài học đầu đời của đứa bé phải được đào tạo từ lúc ban sơ này, bà mẹ phải chắc những cái giọt sữa tình người cho con bú, để nó gắn kết với bà mẹ. Chúng ta thấy ở Đông Phương chúng ta, con cái lớn lên còn có thể gần gũi cha mẹ, còn ăn cơm, còn dỗ về, còn ẩm vòng cha mẹ. Còn phương Tây lớn lên dục ông già vô cái trại dưỡng lão, tuần lễ tới thăm, đứng ngoài dối dối đưa bó bông về quay đi mất tiêu. Vì sao? Vì công chuyện bận rộn đó, không có cho con bú hồi nhỏ. Thành ra cái sự gắn kết về cái tình thâm cốt nhục đã bị cắt từ cái lúc đó rồi. May mắn cho những bà mẹ nào đã từng nuôi con bằng sữa của chính mình, đó là một điều may mắn. Và nếu chúng ta đã dạy con mình bằng cái tình cảm đó, một đứa nhỏ từ khi sinh ra nó được thương bằng cái tình thương đó, bằng cái những cái giọt sữa nồng nàn đó, lớn lên nó có hy vọng là nó sẽ có tình người hơn những người khác. Mà đó là một sự thật chứ không phải là hy vọng. Thành ra bài học tình thương đầu đời này phải được dạy với một con người khi mới ra đời, dạy một cách kỹ lưỡng. Chứ mỗi một lần mà cho con bú, chúng ta phải thấy rằng á, cái hạnh phúc, chúng ta nhìn gương mặt của đứa bé lúc đang ôm bầu sữa mẹ, nó hạnh phúc lạ thường lắm. Nó rạng ngời cái niềm hạnh phúc an lạc của nó khi được ôm bầu sữa mẹ. Và rồi mỗi lần nó khóc, chúng ta quậy quậy bình sữa chúng ta đưa, chúng ta thấy không có được cái diện mạo đó đâu. Thì những đứa bé được thỏa mãn, được bảo bọc, được nuôi nấng trong tình thương từ lúc được sanh ra cho tới khi lớn lên. Nhưng mà bắt đầu sanh ra rồi thì bà mẹ cũng phải vẫn tiếp tục sử dụng cái thực phẩm tốt nữa để nuôi nấng đứa bé. Và một cái điều mà chúng tôi thấy rất là đau buồn, đi ngang ở bệnh viện gì tôi thấy đầy con nít vô bệnh viện hết á, mà những đứa mà còn đang bú không à. Đứa nhỏ vô tội vô cùng mà xách đi chích, đi tiêm, thậm chí là mổ nó. Từ cái lúc mang thai không nuôi kỹ cho nên sanh ra đứa bé với cái thể chất không lành mạnh, để rồi nó sanh ra tiếp tục là không cho nó bú sữa mẹ, cho nó bú sữa tùm lum bậy vạ, để nó phải bệnh rồi đi bệnh viện rồi chích nó. Cái nhỏ biết gì đâu, mới 2-3 tháng tuổi xách đi chích thuốc, trời ơi. Chứ còn nếu như con mình còn đang cho bú nha, đang giai đoạn cho bú, nó có một chút trục trặc, bà mẹ chỉ cần ăn uống đúng, cho nó bú hết liền, không cần một miếng thuốc nè.
Ở đây chúng tôi đã từng hướng dẫn một số đứa bé bị động kinh, đứa bé bị suy tim, bị những cái bệnh mà gần như là phải mổ xẻ, phải trị cả đời của nó. Nhưng mà chỉ cần từ 1 tới 2 tháng mà mẹ chỉnh đốn đúng tự động, đứa nhỏ lành mạnh, không cần đụng tới thuốc men gì hết. Tội nghiệp nó lắm. Trời ơi, mới nhỏ nhỏ nó khóc qué 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 mà ở bệnh viện chích thuốc rồi uống thuốc. Nó không biết uống cũng cắn cái họng nó đổ vô. Khổ chơi. Từ nhỏ đã bị cho mẹ hành hạ cái kiểu đó rồi, thì lớn lên nó có những cái uất hận sâu thẳm trong tâm thức nó. Đây là một cái sự thật. Nó hận thù mà không biết nó hận ai, không biết ai gieo cái uất hận này trong tâm nó. Tại vì đã bị làm khổ từ nhỏ rồi, mỗi một ngày phải nếm được cái mùi đau đớn của bệnh tật, đắng cay của thuốc men, đau đớn của cái chích tim. Tức cái chứ mà nói đâu có được. Nó biết nói là nó chửi từ nhỏ luôn. Nói không được, nó phải ôm nó chịu. Nó là người bị dạy bằng cái kiểu này, lớn lên kêu nó đừng có thù hận sao được. Thế là chúng ta phải cho những đứa bé ở trong cái tình cảm thương yêu mặn nồng thực sự khi nó chào đời, và nó lớn lên tràn ngập cái tình thương yêu của cha mẹ, thì con người đó phải nói là đảm bảo họ sẽ tốt khi họ lớn lên. Họ biết chia sẻ, họ biết thương yêu đồng loại của mình. Chúng ta phải có những cái bài học đầu đời này. Đây là những cái bước cơ bản nhất của con người cần phải bước đi. Rồi á, cái tế bào của chúng ta là 7 năm thay đổi một lần, tức là tuổi thọ của mỗi tế bào là 7 năm. Do đó trong suốt 7 năm đầu đời của đứa bé, cha mẹ phải nuôi nấng một cách hết sức kỹ lưỡng để hoàn thiện một chu kỳ tế bào gốc của con người. Đây là hết sức quan trọng. Cho nên á, tôi thiết tha kêu gọi những cái bậc cha mẹ, dù cái công việc cỡ nào, quý vị làm ơn thương giùm cái thế hệ nhỏ, thương giùm con của mình, mà nên giữ nó trong cái vòng tay của mình để nuôi nấng suốt 7 năm đầu đời. Đứng mức miếng ăn, những miếng uống, những cái giấc ngủ của nó phải được mình bảo bọc thật sự, phải hoàn thiện một chu kỳ tế bào gốc của con người giùm. Đừng bỏ qua điều này. Nói những người công việc gì không biết, con mới có 2-3 tuổi gửi đi đâu mất tiêu rồi, chiều rước về thôi, công việc nhiều quá không có thời gian để lo lắng. Chứ tôi nói những cái bà mẹ ví dụ nha, ví dụ những bà mẹ mà đang còn cho con bú mà phải đi làm, bây giờ trước khi đi làm là chúng ta cho nó bú no cái đã, không? Và chúng ta tìm cái cách nào đó để có thể gần được thì gần, còn không á thì chúng ta nặn sữa và bình và để trong cái nồi ủ ấm á, để giữ được cái ôn độ đó. Và ở nhà khi khác nó sẽ tiếp tục được bú sữa của mẹ. Nếu chúng ta không có tính toán nít thì chúng ta không có đường để làm. Nhưng mà nếu chúng ta tính toán kỹ, chúng ta cần chăm sóc con mình một cách kỹ lưỡng là chúng ta sẽ có nhiều cách lắm. Thì phải nuôi nấng như vậy, nuôi nấng một cách hoàn thiện như vậy. Thì hy vọng trong tương lai xã hội loài người mới có ra những con người tốt đẹp thực sự. Chúng ta không có cần phải kêu gọi hòa bình, không có cần phải kêu gọi thôi chiến tranh, không cần. Tại những con người này lớn lên biết làm điều gì, tự họ sẽ biết làm điều gì. Còn nếu như mà chúng ta nuôi nấng một con người không đúng, chúng ta tạo dựng một con người không đúng, phải dùng cái từ là như vậy mới đúng. Chúng ta tạo dựng một, ví dụ như bây giờ chúng ta dựng một cái nhà, thì từ cái lúc làm móng, từ cái lúc đổ đà, từ cái lúc xây tường, cho tới khi chúng ta lợp nóc và tất cả mọi cái đều phải hết sức hoàn thiện, thì căn nhà đó mới hoàn thiện. Thì cũng vậy, khi gây dựng một con người là từ cái lúc mà chưa mang thai là cũng phải chuẩn bị tốt, trong suốt quá trình mang thai cũng phải chuẩn bị thật sự tốt. Và trong giai đoạn sinh ra thì quý vị nên dành tất cả những cái gì thuộc về tình thương yêu của mình, để chúng ta thấy rằng con mình luôn luôn được sống
trong cái bầu không khí thương yêu, trong cái môi trường đầm ấm của tình người. Đứa bé lớn lên không được thiếu cái gì thì thiếu, mà thiếu tình thương thì không được. Nó tự hào là khi sinh ra cuộc đời này cha mẹ nó nghèo thiệt, nó có thể thiếu thốn về vật chất nhưng nó không thiếu tình người, nó không thiếu tình người. Và những đứa đó thật sự tốt. Quý vị không có thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như lỡ ở đây nào có một cái người nào còn có khả năng sanh con, đứa con trước của mình đã sanh ra ăn uống đủ thứ thuốc bổ, rồi chích thuốc bổ, rồi vô nước biển gì gì đó bằng cái kiểu của Tây y và ăn cơm trắng bình thường. Thì nếu quý vị nào mà còn khả năng sanh con nên tính tới cái chuyện sanh đứa con ăn theo cái kiểu này, uống theo cái kiểu này, sinh hoạt theo kiểu này, thì quý vị sẽ thấy hai con người khác biệt, hai người khác biệt hoàn toàn. Chúng tôi nói là nếu như sau này có điều kiện được những nhà mạnh thường quân ủng hộ cho cái trung tâm làm của chúng tôi, thì ở chúng tôi về những cái vùng quê á, những cái gia đình mà cái dòng tộc chưa từng có cái bằng cấp nào hết, dốt luôn cả mấy đời luôn, cho nên cha mẹ cũng hoàn toàn không biết chữ luôn nữa, mà có khả năng để có thể sanh được con, thì nếu gia đình đồng ý để cho tôi cung cấp thực phẩm và hướng dẫn ăn uống để cho sanh một đứa con mới, thì 10 năm sau quý vị sẽ chứng kiến một con người tuyệt vời được ra đời. Thế thì được nuôi nấng đúng cho một chu kỳ 7 năm rồi là xong. Thì nó sẽ trả lời, từ 7 tuổi trở lên nó sẽ trả lời trước thiên hạ nó là một cái đứa trẻ như thế nào. Sẽ đo cái IQ trong não bộ nó sẽ cao hơn những đứa trẻ khác. Đo cái chỉ số thông minh nó sẽ vượt trội gấp 1.000 lần, đừng nói là 100 lần. Chúng ta làm đúng tất cả mọi điều này thì quý vị sẽ thấy rằng từng đứa bé ra đời trong tương lai sẽ là những đứa bé tốt đẹp, ít bệnh, thông minh và đầy tính người. Chúng tôi nói ít bệnh là chúng tôi nói khiêm tốn. Quý vị mà đã ở đây có một hai người đã có nuôi đứa bé dưỡng sinh rồi đó, nó trong giai đoạn mà còn nhỏ của nó chỉ biết khóc là đòi bú, biết khóc là đi tè, ngoài ra không bao giờ nó khóc. Những bà mẹ hết sức nhẹ nhàng trong lúc nuôi con, không có cực nhọc. Nhưng một điều hết sức quan trọng mà người nữ sợ từ trước giờ đó, cho nên trong dân gian nói một câu là sao: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những cái phút sanh là những cái phút người ta gọi là thập tử nhất sinh, đau đớn khổ sở cùng cực lúc sanh ra một cái con người mới. Còn có nhiều người giảng là tại vì chuẩn bị là có một cái người mới cho nên phải trả một cái giá thương đau đó vân vân. Tôi nói không phải, chúng ta đã lộn rồi. Chứ nếu một cái con người dưỡng sinh thực sự, ở đây cũng có một số người rồi nè, khi sanh mà chúng tôi dùng cái từ là sanh phúc lạc chứ không phải là sanh đau đớn, không hề có cái chuyện đau đớn xảy ra trong lúc sanh. Tức là từ đầu bà mẹ đã được phối hợp một cách rất kỹ lưỡng, chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng cho cái việc sanh ra của mình á, từ thân tâm đã chuẩn bị sanh ra, thì tới cái phút cuối á, cái xương chậu và tất cả cơ thể chúng ta nở nang đúng để cho đứa bé ra đời. Còn á, tới ngày sanh rồi mà trong tâm của mình sợ đau, chính cái sự sợ hãi đau đớn đó, đó là một cái loại tâm lý để làm cơ thể không trương nở đúng để cho đứa bé ra đời, cho nên sanh ra rất là đau. Nhưng mà nếu một người mà ăn đúng dưỡng sinh, người ăn đúng dưỡng sinh thì tự động cái chuyện sanh nở nó là một cái gì rất là nhẹ nhàng, nhàn hạ. Đó là một điều rất là đặc biệt. Một cái trả lời đầu tiên, nếu mà chúng ta từ trước tới giờ mà chúng ta đúng hết, từ giai đoạn chuẩn bị cho tới giai đoạn mang thai cũng đúng, thì bà mẹ rất hạnh phúc khi sanh con. Đó là cái trả lời đầu tiên. Và những cái năm tháng còn lại, từ đứa nhỏ nó lớn lên rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu nhìn ngắm lại cái cuộc đời của nó. Chúng ta thấy sướng lắm, sướng từ lúc nuôi nhỏ nha. Giờ thử một đứa bé mà dưỡng sinh cho nó nằm chơi cả ngày á ha,
Nếu tới giờ bú chúng ta bú, tới giờ đi tè cho nó đi tè, nó sẽ nằm từ ngày này tới ngày kia không bao giờ chúng ta nghe tiếng khóc của nó. Nó chỉ bị sốt sốt lúc mọc răng, thì lúc đó chỉ cần chúng ta khuấy bột sắn dây cho nó uống là xong chuyện. Đơn giản, mấy đứa trẻ nó rất là đơn giản, không cần cái gì hết. Trong trường hợp mà chúng tôi có nói trong cái văn thầy giáo, những cái thức ăn phụ á, thức ăn chính mình là cốc lõi rồi, chúng ta phụ là cái món chính là tét ca trong giai đoạn mang thai, và khi sinh ra cũng vậy, lúc cho con bú là cái món chính vẫn là tét ca. Đủ à, lạ lắm, chỉ cần ăn cơm lứt với tét ca là đủ sữa. Còn chúng ta muốn thêm ít rau củ gì thì tùy mình, tùy cái cơ địa của mình lúc đó đó, mình có thể thêm một món hai món đồ ăn, ăn món canh hoặc món kho gì đó cũng tùy mình. Thì mình nghe lại những cái băng phương pháp dưỡng sinh, những cái những băng ăn uống cân bằng âm dương để chúng ta chuẩn bị cho những bữa ăn cân bằng của chính mình. Như vậy là chúng ta sẽ nuôi đứa bé từ lúc mà ra đời, thì đừng có cho nó ăn uống những cái thực phẩm mà nó có hóa chất á, gắng gìn giữ nó, gắng giữ nó một cái đoạn tới 7 tuổi thôi nha. Quý vị sẽ nhìn thấy một đứa bé dưỡng sinh rất lạ lùng, là nếu chúng ta nuôi đúng dưỡng sinh rồi ha, qua giai đoạn hình thành tế bào gốc ban đầu là 7 năm rồi, thì nó sẽ tự phát triển về thể chất cũng như tinh thần đó, quý vị sẽ nhìn ngắm đẹp lắm. Mỗi ngày quý vị càng mỗi hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên. Nhưng mà điều đặc biệt là gì? Nếu một đứa bé bình thường thì mình có thể là cấm nó ăn đồ ngọt, không có cho con uống nước ngọt. Nếu mình hiểu dưỡng sinh là mình cấm đoán nó, nhưng mà những đứa trẻ dưỡng sinh là khỏi cần cấm. Quý vị thử bỏ một hạt đường rất nhỏ vào lưỡi, nó sẽ phun lẹ lẹ liền phỏng lưỡi đó. Đây là một điều rất đặc biệt. Mình cũng vậy, nếu mà một cái giai đoạn dài mình ăn số 7 mình có thể mà nó sạch rồi á, một hạt đường cát mà lỡ rớt vào họng, chúng ta nghe phỏng cái lưỡi của mình, đụng một miếng ăn mà có bột ngọt, có niêm quá chất là tê cái đầu lưỡi liền, và đàm bắt đầu lên ở cổ liền. Khi cơ thể chúng ta sạch thì những cái đầu quá chất đó, cơ thể chúng ta sẽ trả lời cho chúng ta biết rằng đồ này không tốt cho mình, không tốt cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết dừng thì chúng ta không bị giật, không bị bệnh. Còn nếu chúng ta không biết thì cứ dồn vô. Thật ra một cái khác biệt của cái người cơ thể sạch và người cơ thể không sạch, đi ra đường chúng ta nhìn thấy khác lắm. Ví dụ như trà thì cứ úp miếng quá chất thôi, trà ngoài tiệm mà chúng ta chỉ cần hốp một hốp cái tự nhiên cổ người ta đầy đàm hết đó, chúng ta đâu bây giờ dám uống hết ly bự đâu. Nhưng người bên cạnh mình ực nguyên một cái ly cối, thấy đâu có gì đâu, trời cơ thể tôi khỏe hơn chị, trời chị mới uống một chút lên đàm, tôi uống một ly đâu có sao đâu. Không sao hết. Khác nhau ghê gớm lắm. Thật ra là chúng ta nên yên tâm là đó, sau khi mà chúng ta nuôi nấng một đứa trẻ kỹ rồi đó ha, thì quý vị cho nó đi sống tập thể cũng không sợ, cái tập thể cũng không sợ nó bị nhiễm. Còn nhỏ quá, khi chúng ta chưa nuôi đúng á, mà cho đi sống tập thể không tốt. Mà chúng tôi không biết làm sao á, mà phải nói là tha thiết kêu gọi những ông cha, những bà mẹ trước 7 tuổi đừng cho con mình sinh hoạt, ăn uống tập thể. Có thể được học, nhưng mà chúng ta phải cho ăn uống theo kiểu của mình. Chúng ta phải cho đứa con mình được với sự chăm sóc, ăn uống theo kiểu đúng đắn nhất. Đừng cho ăn những cái loại thực phẩm đã nhiễm quá chất. Và rồi quý vị thấy một điều lạ là lớn lên nó tự động nó không có dám ăn thịt động vật nha. Những đứa bé dưỡng sinh đó, với nó là một cái gì ghê gớm. Tự động nó sẽ tránh đi, khỏi cần khuyên ăn chay trường. Tự động nó không bao giờ dám ăn thịt. Ăn nuốt một loài chúng sinh đó là một cái gì rất khó khăn với một người dưỡng sinh, khó lắm. Và thậm chí có người lớn cũng vậy. Có những người lớn mà chúng tôi gặp sau một giai đoạn dài ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh rồi là tự động họ sợ ăn thịt, sợ ăn thịt động vật.
Thật ra là tự động cái việc giết chóc, nếu mà những đứa trẻ ra đời mà được ăn uống như vậy thì tự động cái việc giết chóc sau này nó mất đi. Cái sát hại đối với các loài nó cũng mất đi nhiều. Quý vị thấy nó sẽ sống một cái đời sống mà cái đẹp của nó, cái tình người của nó là ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Còn cái thông minh á, nó học nó không có nhường ai cao hơn đâu. Rất là thông minh. Đó thì như vậy là chúng tôi muốn chia sẻ một ít phần trong cái đề tài để hoàn thiện một con người ngày hôm nay á. Thì chúng tôi mong rằng cái những cái người trẻ hoặc là những bậc cha mẹ có khả năng nói cho con mình nghe thì nên chỉ dạy, hướng dẫn cho con cái biết được cái điều hệ trọng này, để những cái gia đình mà còn có thể có được những đứa con mới là những đứa con thực sự hoàn thiện, để chuẩn bị cho một cái thế hệ dài của nhân loại hoàn thiện. Thì vậy là chúng ta sẽ có một cái thế hệ có những đứa trẻ mạnh khỏe, thông minh, thì nhân loại sẽ phát triển rất lớn. Đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy nó rất là nhỏ, chúng ta nói thấy nó đơn thuần. Nhưng mà ai có quan tâm thực sự tới nhân loại, ai có quan tâm thực sự tới xã hội này, thì đây là một vấn đề hết sức hệ trọng, hết sức hệ trọng. Chúng tôi mong rằng là tất cả những cái người mà còn có khả năng để có thể gây dựng được con người mới thì quý vị nên gây dựng theo một cái hướng tốt này, để hy vọng là tương lai xã hội được ra đời hàng loạt những con người hoàn thiện. Thì những cái bước tiến hóa của xã hội càng lúc nó càng nâng cao, thì chúng ta sẽ được nâng cao ở hai mặt thể chất và tinh thần, và nâng cao được vật chất cho xã hội. Thế còn bây giờ là xã hội vật chất đang có cái tầm phát triển, nhưng mà đời sống đạo đức đang đi xuống, chúng ta không bao giờ đi cùng chiều được. Từ xưa giờ rất là nhiều người hiểu biết nhận định là cái xã hội nào phát triển thì cái đạo đức nó bị suy đồi, xã hội phát triển thì đạo đức suy đồi, mà họ không hiểu làm sao hết đó. Họ không hiểu lý do ở đâu kỳ. Thì sao? Có những người giỏi thì rất là giỏi, nhưng mà độc ác vô cùng. Họ không biết lý do. Nói lý do. Nuôi nấng bởi những cái loại thực phẩm mà mất tính người. Quý vị thấy á, một con thú khi bị giết giống như mình chuẩn bị chết, mình sẽ sợ chết không? Ngang đây nếu mà nói là ta xách đầu mi ra ta sẽ giết ngươi thì chúng ta làm sao? Phản đối kịch liệt không? Và nếu mình không đủ sức phản đối thì mình sao? Mình thù hận. Chỉ còn có cái đó thôi chứ mình làm gì vậy? Ngoài thù hận ra mình đâu có cách chống chọi đâu. Con vật nó cũng vậy, nó không chống chọi được. Khi nó bị trói, bị cột, chuẩn bị giết thì cái tâm thù hận nó sẽ bốc lên rất là cao. Và sau cái uất hận thù hằn đó đó, nó sẽ để lại một số độc chất để nhiễm vào tế bào thịt của mình ăn. Thì chúng ta ăn nuốt lỡ nhầm cái đó là nguy hiểm vô cùng. Đang cơ thể rất là bình thường, một bữa ăn thịt có thể sao bữa sau có mầm tế bào lạ, không biết lý do. Không phải nhiều, không phải lâu, chỉ cần bữa ăn là chúng ta bị dính rồi. Bữa ăn một, tại cái độc chất của cái tâm uất hận nó cao chừng nào thì độc chất nó càng khủng khiếp chừng đó. Cho nên có rất là nhiều cái chứng bệnh lạ xảy ra với cái loài người chúng ta không biết. Khoa học bây giờ không lý giải được một số bệnh lạ. Tại lỗi mỗi một con vật nó có một cái kiểu thù hằn khác nhau, thì nó để lại một cái loại độc chất khác nhau ngấm trong cái thành tế bào của nó. Ai vướng vô thì sẽ vướng bệnh, mà người đó không biết là ai. Ra suy đi nghĩ lại, và nhất là dưỡng sinh đó, thì tiên sinh phải dùng từ là cấm kỵ.
cái người theo dưỡng sinh ăn huyết nhục, tức là ăn những cái loài có máu đỏ thì sinh cấm kỵ. Tại ra phương pháp dưỡng sinh là gần như ăn chay thuần khiết, ăn chay thuần khiết. Nói cho nên là nếu mà mình chuẩn bị tốt, nếu mình hy vọng rằng tương lai của xã hội loài người được phát triển tốt đẹp, để mình có thể kịp ngẫm nhìn trong cuộc đời này, thì chúng ta nên chuẩn bị những bà mẹ, chuẩn bị những ông cha tốt. Điều này cũng như hồi ban đầu chúng ta nói lại là cái gì, đừng nghĩ đây là cái mộng tưởng, không có đâu. Đây là một cái chuyện rất thực, nếu chúng ta làm, quyết tâm làm, thì đây là cái gì đó nằm trong cái tầm tay, trong cái khả năng của con người, chứ không có nằm ngoài đâu. Ví dụ như một người nhà quê thì họ thấy cái việc mà cất cái nhà lầu 5-70 tầng với họ, họ chưa từng rời khỏi quê mà có ai ở thành thị về mà kể, trời ơi tôi mới leo cái nhà nó tới 100-70 tầng cao, 200-300 mét vuông, họ lắc đầu, họ nhìn cha này giống như cha cõi nào tới vậy, nó dốc. Chuyện đó làm gì có, ở quê thì chưa từng thấy. Cất cái nhà cao 15-20 mét quá rồi, nói cái nhà cao tới mấy trăm mét thì sao tin được. Khi mà con người chúng ta đó nó còn yếu đuối bệnh tật á, thì nói là mình sẽ chạy 10 km không ai tin hết á. Lại mình có chuyện đó, trời ơi tôi đi mới có 20 mét tôi thở còn chết, mà chạy 10 cây số không tin nữa, chuyện đó khó tin đó. Nhưng mà những vận động viên thể thao họ có khả năng làm được điều này, vì sao? Vì họ có sức khỏe. Thật ra khi con người mà đã ăn uống đúng rồi đó, đã ăn uống mà đúng với cái đẳng cấp loài người của chúng ta rồi, tự động chúng ta sẽ có những cái thấy nhìn về nhân loại á, vì chúng sanh nó được hoàn thiện theo cái chiều cao hơn nữa, chứ chúng ta không dừng lại ngang đây. Khi cơ thể chúng ta được phát triển tốt, lành mạnh và trí tuệ chúng ta được phát triển đúng đắn rồi, thì những cái định hướng tương lai cao xa kia không phải là cái gì dối không tới. Mà chuyện này là cái chuyện dưới đất chứ không phải chuyện trên trời, dưới đất chứ không phải chuyện trên trời, đúng không? Những chuyện nãy giờ chúng ta nói là cái chuyện dưới đất, chỉ chỉnh đổi cái ăn uống mình thôi, phải sửa đổi cái tinh thần mình chút thôi, để cho ra một con người hoàn thiện, thì cái chuyện này không có khó với mình. Và chúng tôi rất mong là mọi người sẽ quan tâm, và điều này sẽ được nhiều người quan tâm hơn, để trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến những con người mà thực sự hoàn thiện, đúng với cái chất người, đầy cái tình thương yêu đối với cuộc đời, có chữ sẻ chia thật sự, sự thông cảm với đồng loại, có cái lòng bao dung lớn để có thể thương yêu ôm ấp đồng loại được trong cái vòng thương yêu của chính mình, để họ có một cái đời sống lợi lạc thực sự. Cái sự nghĩ ngợi không còn riêng tư cá nhân, và không còn có chịu vì riêng tư của mình mà phải làm đau khổ người khác trong cái xã hội này nữa. Đó là cái điều mình rất là hy vọng. Thì mong sao những cái điều này sẽ được những cái giới trẻ quan tâm nhiều, và được xã hội quan tâm nhiều, được những cái giới chức lãnh đạo quan tâm nhiều, những cái ông cha bà mẹ quan tâm nhiều, cả xã hội chúng ta quan tâm tới điều này, thì cái chuyện mà tương lai nhân loại tươi sáng chắc chắn sẽ có. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong là trong đạo tràng của chúng ta, cũng như là những người mà có cái duyên để được nghe đề tài này, thì quý vị sẵn sàng bắt tay vào cuộc để chúng ta có thể làm điều gì đó. Thoát ly luân hồi khổ,
trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành.